Rồi, chào cô chú và anh chị. Hôm nay Tâm lại review và giới thiệu cho gia đình mình một siêu phẩm ở trong 5 sao luôn. 6x20 lận. Đó, 6 x 20 là 120 mét vuông nhân lên cho 4 sàn. Wow, một chợp 3 lầu nha cô chú anh chị nha. Thì căn nhà này nằm trên vị trí là trục đường Đinh Đức Thiện từ chợ Bình Chánh. Gia đình mình di chuyển vào bên trong nhà chỉ mất khoảng là 15 phút thôi, rất là gần luôn. Và chỉ có là từ chợ Bình Điền, cô chú anh chị mình lên trên nhà cũng mất khoảng là 17 phút, rất là gần luôn. Và chợ Bình Điền thì có trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Public, trường Đại học Văn Hiến lên trên nhà rất là gần luôn. Và ở trong nội khu của khu đô thị mới 5 sao Eco City này á, thì cô chú anh chị có là trường học nè, khu vui chơi trẻ em, vườn sinh thái, vườn địa đàng đầy đủ luôn. Và có hai cái sân tennis, một sân banh đó, và sân golf, sân bóng chuyền đầy đủ hết cho gia đình mình. Thì căn nhà này thì Tâm xây dựng hai căn và đã bán hết một căn rồi. 6 x 20 thì 120 mét vuông và nhân lên cho 4 sàn. Wow, quá tuyệt vời luôn. Là 600 mét vuông với mức giá chỉ có là 6 tỷ hơn xíu thôi cô chú anh chị. 6 tỷ hơn ít ít. Thì cô chú anh chị mình xem hết video Tâm sẽ báo giá hoàn toàn đầy đủ luôn. Ngân hàng cho vay là 3 tỷ nha cô chú anh chị. Đó, nên rất là tuyệt vời, 50%. Thì căn nhà này, đường trước nhà đây là đường 10m, chán nhựa luôn nha cô chú anh chị nha, đường thông luôn. Và Tâm cũng tư vấn cho gia đình mình, đây là giai đoạn 1, giai đoạn 2 mình là đường đây là đi thẳng ra là cổng chính luôn nha cô chú anh chị nha. Đang làm được, đi thẳng ra cổng chính luôn thì rất rất là gần luôn cho gia đình mình. Đó, thì căn nhà hướng Nam thuộc về Đông Tứ Mệnh cho gia đình mình với một cái mức giá chỉ 6 tỷ hơn thôi. Với công năng sử dụng là đường trước nhà là đường 10m, ồ xe hơ, xe tải, xe tăng thoải mái luôn. Và nếu có trực thăng thì cô chú anh chị đậu trong nhà luôn, rất là ok. Thì tất cả điện đài đều âm dưới lòng đất nè cô chú anh chị nha. Đường xá thì trước nhà mình có đèn đường đó, nên rất là tuyệt vời, rất là an ninh. Và ở đây thì có camera, rồi an ninh là có bảo vệ đầy đủ hết, mình không cần tốn bất kỳ chi phí nào hết. Và 70% là mật độ cây xanh và 30% là mật độ xây dựng nha cô chú anh chị. Và là lấp đầy hết rồi cho gia đình mình, quá là ok. Thì căn nhà này á, đầy đủ hết nội thất là tặng full cho gia đình mình luôn. Tặng từ trong ra ngoài, từ ớ đến á luôn, đừng có tặng Tâm là được rồi để cho vợ nuôi rồi. Thì rất là tuyệt vời cho gia đình mình có được căn nhà quá đẹp luôn nha. Thì có tới tận 4 phòng ngủ và tất cả phòng ngủ đều có nhà vệ sinh hết nha cô chú anh chị. Có một cái sân thượng nè, rồi có hai sân thượng và một phòng thờ, một phòng khách, một phòng bếp. Đường trước nhà đây là đường 10m chắn nhựa và vỉa hè đây 5m, rất là rộng rãi luôn. Đó, căn nhà mình ngang 6 dài 20 như là một cái biệt thự rất là tuyệt vời cho gia đình mình. Đằng trước thì có được là trụ đồng. Đó, và ở đây thì Tâm tặng luôn cho gia đình mình cột cái cây rất là đẹp luôn, một cái khi mà nó lớn lên là hai màu lá rất là đẹp, cây si hai màu lá. Rồi ở đây thì có một hàng bông tím tím đỏ đỏ xinh xinh rất là dễ thương cho gia đình mình. Đó, cho những chị em phụ nữ nào thích ngắm hoa, Tâm cũng là mạng mộc ở Đại Lâm Mộc nên cũng rất là thích hoa nha cô chú anh chị nha. Rồi thì ở ngoài đây thì có cây sa la rồi cây xoài đầy đủ hết, trụ điện đầy đủ cho gia đình mình luôn. Vỉa hè được ốp gạch chống trơn trượt hết cho gia đình mình nè. Rồi nhà mình thì có hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn và một lớp cửa kiến cường lực. Thì căn nhà này bên Tâm là ép cọc bê tông là 7m và nhồi hai cọc là 14m, với lại là 36 tim nha cô chú anh chị. 36 tim cho hết một căn nhà này quá là ok. Và hầm chứa đầy đủ hết, ở bên dưới là 4 hầm tự thuê hủy hết cho gia đình mình nên yên tâm. Và cống thoát nước đều đưa ra tới là cống của nhà nước hết nên là yên tâm, không bị ngập úng và cũng không bị nghẹt cầu nha cô chú anh chị. Và có bản vẽ thiết kế nghiệm thu công trình đầy đủ 100% luôn cho gia đình mình. Rồi mời cả gia đình mình cùng vào bên trong. Thì ở đây thì có được là lớp cửa cuốn rất là đẹp luôn cho gia đình mình của Đức nha cô chú anh chị nha, êm ái nhẹ nhàng. Rất là phù hợp cho gia đình mình. Rồi bên dưới thì vào sâu thêm thì có được là một lớp cửa nhôm sinh pha kiến cường lực nha cô chú anh chị nha. Nhôm sinh pha kiến cường lực dài 12 ly cho gia đình mình. Nhà cao cửa rộng là đây nha cô chú anh chị. Nhà cao cửa rộng là đây là quá tuyệt vời. Đó, thì có được ở bên ngoài thì có được là một cây bàn rất là dễ thương, bàn kiển nè. Rồi bên trên thì cô chú anh chị bên Tâm làm là một không gian mở, thì từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên thì cô chú anh chị thấy rất là thoáng. Ở trên thì đúc suốt hết một tấm với hệ thống đèn led ha, ba chức năng đó, vàng nhạt và màu trắng, và có một bộ đèn chùm rất là sang cho gia đình mình. Bên dưới
Thì bên Tâm là ốp là đá bóng kiến là 1 mét nha cô chú anh chị. 1 mét nha, chứ không phải là 60, 40, 50 hoặc là 80. 1 mét luôn nha cô chú anh chị. Một viên gạch 1 mét rất là tuyệt vời. Tặng full hết nội thất cho gia đình mình. Tranh sơn mài, rất là dễ thương. Đi về với thiên nhiên. Đó. Rồi bên dưới thì có một cái bộ sofa để dành đến cho cô chú anh chị. Rất là tuyệt vời. Một cái bộ bàn bằng kiến cường lực nha. Đó, bình trà đây, bình Aladdin. Rất là ok, rất là tuyệt vời, mạ vàng luôn. Rồi thì đây là có được là 8 con ngựa bay vào bên trong luôn, bằng đá nha cô chú anh chị nha, bằng đá nên rất là đẹp luôn, đá ruby đó. Rồi ở dưới thì bên Tâm tặng full cho cô chú anh chị là một cái tivi 85 inch vừa đẹp vừa sắc nét luôn, của Sony. Hình ảnh đa chiều rất là đẹp, hình ảnh đây đẹp nhất đó. Âm thanh thì rất là ok. Bây giờ giới thiệu quán tivi luôn. Đó, ở bên dưới thì cũng có được là một cái kệ tivi đầy đủ, rất là đẹp và rất là sang cho gia đình mình. Rồi ở đây thì có một cái đèn. Đó, đèn đây là đèn cổ điển. Đèn đây không phải là đèn Aladdin mà là đèn Ả Rập Xê Út. Rồi thì ở đây thì có được là một cái khung để cô chú anh chị mình có thể là để đồ, dán đồ, rất là đẹp luôn. Hoặc là mình có thể trang trí là một cái tủ kệ rất là sang cho gia đình mình. Rồi đây là không gian của bếp, thì có hệ thống tủ bếp trên và tủ bếp dưới nha cô chú anh chị nha. Mặt bếp bằng đá hoa cương vân mây đó, và bồn inox đây vuông dứt luôn, rất là to cho gia đình mình. Với hệ bên Tâm sẽ tặng cho gia đình mình một cái tủ lạnh 4 cánh cực kỳ là đẹp và cực kỳ là sang luôn cho gia đình mình. Hệ thống inverter đầy đủ hết cho gia đình mình, quá một tuyệt vời luôn. Rồi thì bộ bàn ăn đây là 8 ghế tặng full hết cho gia đình với mặt đá hoa cương. Đặt mặt đá hoa cương nha cô chú anh chị nha. Rồi một bức tranh phong thủy vào trong khu vực mình ăn uống. Thì cô chú anh chị mình đứng từng sau mình nhìn ra không gian của phòng khách, nó rất là rộng và rất là dài luôn. Ở đây rất là an ninh nha cô chú anh chị, camera đầy đủ luôn. Và cái phần sân sau đây, giếng chờ nhà mình nó to bằng một căn nhà. Nó to bằng một căn nhà của một anh công nhân. Nó rất là to nha cô chú anh chị, 30 mét vuông, nó đầy đủ hết. Và khu vực đây Tâm cũng ốp gạch lên tới rồi, đầy đủ hết, và có nhà vệ sinh ở bên ngoài luôn nha. Đó, và ở đây thì cô chú anh chị mình có thể là trồng cây nè, trồng rau sạch đó, thì quá là ok, quá là tuyệt vời rồi. Trồng rau sạch ở đây thì tự cung tự cấp luôn. Và khu vực đây thì nếu mà gia đình về thì mình làm thêm mái che đầy đủ hết. Thì căn nhà này chỉ có 6 tỷ hơn thôi cô chú anh chị. Xem hết video Tâm sẽ báo giá cho. Với một căn nhà đặc biệt hơn cả đặc biệt. Cửa sổ đây, cửa cánh, cửa ngoài để đi ra ngoài là 4 cánh luôn, rất là đẹp và sang cho gia đình mình. Đó, và trong không gian của bếp thì cô chú anh chị thấy cũng có đèn led, đèn chùm, pha lê đầy đủ hết, nhẹ nhàng, tinh xảo, dành đến cho gia đình mình. Rồi ở đây thì có được là một cái lam cầu thang, thì bên Tâm đã chuẩn bị hết cho gia đình mình rồi. Nhìn rất là sang nha, tháp Eiffel, rồi rượu Fanson, đó, Baratan, đó, đầy đủ hết cho gia đình mình luôn. Vodka của Việt Nam. Đó, và đây thì cầu thang mình lên trên lầu 1 á, thì bằng đá hoa cương vân mây với chiều dài là 1m2 nên rất là thoải mái khi mà mình lên trên lầu, và vận chuyển đồ đạc lên trên lầu thì cũng rất là thuận tiện cho gia đình mình. Gỗ đây là gỗ căm xe và kính cường lực 8 ly nha cô chú anh chị. Nó cực kỳ là tuyệt vời luôn nha. Đó, thì cô chú anh chị mình xem trên video nó chỉ có đẹp 10 thôi, đẹp 8 thôi. Thì khi mà cô chú anh chị mình xuống xem nhà thì nó đẹp 10, đẹp 12 luôn nha. Nhiều khi có những cô chú anh chị cứ vui tính nói Tâm là mày quay nó thấy nó rộng quá, mà xuống đây nó rộng thiệt. Nó rộng thoải mái cực kỳ luôn nha cô chú anh chị nha. Và khi mà mình ở các quận trung tâm như quận nhất, quận 5, quận 3, mình di chuyển lên trên nhà thì chỉ mất khoảng là 25 phút thôi. Rất là tuyệt vời, rất là thoáng mát. Nhưng mà mình có căn nhà rộng rãi, thênh thang. Và căn nhà này chỉ bằng 1 phần 10 so với các quận trung tâm thì quá là ok rồi. Đó. Rồi, đây là không gian của phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ này rộng đến 35 mét vuông luôn cô chú anh chị. Rộng mênh mông, bát ngát luôn. Đó. Và có dây chờ máy lạnh nè. Rồi đèn ngủ nè, cô chú anh chị nha. Tuyệt vời trên cả tuyệt vời, đẳng cấp trên cả đẳng cấp luôn. Đó, và ở đây thì có ban công đi ra ngoài, và hướng nhà mình nó cực kỳ mát ra hướng nam cô chú anh chị.
đó. Và mình nhìn xa xa là đang làm cái cổng cô chú anh chị nha, thì nhà mình là ra cổng trực tiếp luôn, cổng chính luôn, cổng rất là lớn luôn nha cô chú anh chị, nên là rất là ok. Rồi thì căn nhà này mình có một cái phòng tắm riêng biệt nè, rồi một cái phòng thay đồ riêng biệt luôn. Đây, đây là một cái phòng thay đồ cho gia đình mình, một cái nhà vệ sinh, phòng tắm riêng luôn. Đó, nên là quá là ok. À, quá là ok, quá là tuyệt vời cho gia đình mình. Và tất cả gạch đều ốp lên tới trần nè. À, cô chú anh chị nha, gạch được ốp lên tới trần thì quá là tuyệt vời. À, đây, cô chú anh chị thấy cửa đây tất cả là cửa gỗ căm xe hết 100%. Cửa ngang nhà và cửa phòng ngủ cô chú anh chị là 100% là cửa căm xe hết, gỗ căm xe hết. Rồi, đây là phòng ngủ thứ hai cho gia đình mình. Nó cũng rộng 35m² luôn và có ban công cực kỳ là to, cực kỳ là đẳng cấp luôn. Ban công này cô chú anh chị mình về đây mình bỏ vài cái cây trồng ở ngoài đây thì quá là ok luôn. Đó, và đúng, thật sự là đúng chất 5 sao, thì bản vẽ đúng ngay bên Tâm xây dựng luôn. Và đây thì Tâm xây dựng chung với lại một anh quản lý 5 sao, nên là đúng chuẩn, đúng mực, đúng thước tất luôn nha, không có sai ha cô chú chị nha. Đó, rồi đây là nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm luôn cho gia đình mình, và có một cái phòng ngủ riêng biệt luôn nha cô chú anh chị, có một cái phòng ngủ riêng biệt luôn nên rất là ok, rất là tuyệt vời ha. Rồi, và đây là một cái phòng riêng biệt cho gia đình mình. Đó, một cái phòng riêng biệt cho gia đình mình rất là ok luôn. Rồi mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu 2 của căn nhà. Lên lầu 2 của căn nhà thì cô chú anh chị mình thấy là rất là ok nha. Lầu 2 thì cũng có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Đó, và có phòng tắm đầy đủ luôn. Và khu vực đây mình có thể để một bộ sofa để riêng biệt là một cái nơi chơi thể thao, rồi phòng chờ, phòng tập gym rất là ok, đầy đủ hết. Rồi đây là phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ này cũng 35m², tất cả phòng ngủ đều có ban công hết cho gia đình mình nha. Đó, ban công rất là to luôn. Đó, ban công rộng rãi thoáng mát. Và đây là có vị chủ nhân đã về rồi, ở bên quận 5 ha cô chú chị nha. Quận 5 thì sáng đi chiều về chỉ có 20 phút thôi, rất là gần luôn, và đảm bảo cho gia đình mình có được cả công việc và cũng thuận lợi nữa nha cô chú chị. Rồi, ở đây là nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm luôn nha cô chú chị nha. Đó, quá là ok, quá là tuyệt vời. Đó. Rồi, thì đây là một cái đẳng cấp, một cái đẳng cấp 5 sao. Đó, rất là ok. Rồi, thì đây là một cái phòng ngủ thứ tư. Phòng ngủ này cũng 35m², có ban công bên ngoài, rất là to, rất là rộng rãi luôn cho gia đình mình. Vừa to, vừa rộng rãi, vừa thoáng mát. Và điều đặc biệt nữa là nhà mặt tiền đường nhựa 10m thì rất là ok ha. Còn bên Tâm đây cũng đã chuẩn bị dây chờ nóng lạnh hết rồi. Đó, về chỉ lắp ráp máy nước nóng lạnh thôi cô chú chị nha. Rất là ok. Rồi có một cái phòng thay đồ, phòng để mình lắp một cái tủ quần áo ở bên trong thì quá là tuyệt vời rồi cô chú chị. Rồi mời cái gia đình mình cùng lên trên lầu 3. Thì ở đây thì có 3 lầu, mình đi tất cả là rất là mệt luôn, tới là 108 bậc cầu thang, quá là ok luôn nha cô chú anh chị nha. Đó, và ở đây thì được cái là tất cả bậc cầu thang đều vào cung sinh và số đỏ hết, nên là rất là tốt cho gia đình mình. Rồi đây là giếng trời cô chú anh chị thấy rất là to luôn. Đó, như một cái hầm, như một cái hầm đó, cực kỳ là to, cực kỳ là tuyệt vời. Và khu vực đây là phòng thờ nha cô chú anh chị nha. Đây là một cái phòng thờ để dành riêng cho gia đình mình để thờ phượng, rất là tốt lành ha. Rồi có nơi để mình để máy giặt, ống nước vô, nước ra và ổ cắm ha. Và giặt đồ xong thì cô chú anh chị mình ra đây mình phơi đồ ha. Phần sân thượng sau nha cô chú chị. Phần sân thượng sau thì rất là thoải mái luôn để mình phơi đồ, trồng cây, và có cầu thang sắt để mình lên trên sân thượng trên luôn cho gia đình mình, nên rất là ok, rất là đẳng cấp luôn. Đó, và cửa sổ thì cô chú anh chị thấy nhà mình cửa sổ nhiều lắm nên rất là mát mẻ luôn. Và đây là một cái phòng vui chơi cho trẻ em, hoặc là một cái phòng này dành riêng cho những bạn bè mình qua chơi, mình không muốn về cho họ ở đây, ở phòng riêng biệt, phòng chờ khách, phòng khách quý nha cô chú anh chị nha. Rồi đây là sân thượng trên nhà mình. Wow, sân thượng trên nhà mình rất là rộng luôn. Đó, có hai lớp cửa.
Và căn nhà này á, nói với cô chú anh chị á, không phải là nói giỡn đâu, mà là căn nhà cực kỳ là đẳng cấp và xây dựng chung với lại anh quản lý khu 5 sao. Thì cô chú anh chị đo ni phước tất là đầy đủ hết cho gia đình mình. Thì Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường quốc lộ 1A, và từ chợ Bình Chánh gia đình mình vô bên trong nhà chỉ có là 2 cây số thôi. Và đặc biệt là xung quanh có đầy đủ tiện ích như chợ, trường học, bệnh viện, trạm y tế, thuê động, điện máy xanh, bách hóa xanh, và di chuyển tới các quận trung tâm chỉ có mất khoảng 25 phút như quận Nhất, quận 5, quận 3, Bình Tân, Tân Lửa. Và mình đi di chuyển ra tới trường đại học kinh tế, trường đại học pháp lý, trường đại học văn hiến thì chỉ mất khoảng 15 phút thôi. Rất là tiện cho gia đình mình có được căn nhà đẳng cấp 5 sao. Thì với diện tích là ngang 6, dài 20m, kết cấu 1 trệt 3 lầu, đúc suốt từ A đến Z, từ Ớ đến Á luôn cho gia đình mình. Bê tông cốt thép 100% luôn. Và căn nhà đó là ép cọc bê tông là 7m và nhòi 2 cọc là 14m với 36 tim cho gia đình mình yên tâm. Học là có 4 học, tự hủy hết cho gia đình mình nha. Và cống là đưa ra tới cống của nhà nước, nên cô chú anh chị yên tâm không bị nghẹt cống nha. Rồi, thì ở đây thì có giấy phép xây dựng, nghiệm thu công trình đầy đủ hết cho gia đình mình, bản vẽ thiết kế thi công. Và ở đây thì cô chú anh chị mình có được một căn nhà công năng sử dụng là đường trước nhà là 10m, gần ngay cổng chính luôn. Và vỉa hè là 5m để mình đậu ô tô, xe tải, xe con đầy đủ luôn. Phòng khách, phòng bếp, sân sau là 5m rộng rãi thênh thang luôn. Và có một cái phòng thờ, một cái phòng vui chơi, 4 cái phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. Và tất cả phòng nhà vệ sinh đều có phòng tắm, phòng thay đồ ở bên trong hết. Với mức giá của căn nhà này chỉ có 6 tỷ 2 thôi, còn thương lượng rất là tốt cho gia đình mình luôn. Và ở đây thì hướng nhà là hướng Nam, thuộc về Đông Tứ Mệnh. Và giá bên Tâm là cam kết là rẻ nhất thị trường và còn thương lượng rất là mạnh luôn cho gia đình mình nha. Cảm ơn rất là nhiều, chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe, bình an. Và nếu yêu thích Tâm cùng yêu thích những mẫu nhà bên Tâm xây dựng thì hãy gọi Tâm qua số điện thoại bên dưới video, hoặc là giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà, đầu tư, giới thiệu cho Tâm nha. Cảm ơn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.